Giờ trái đất 2019 bước sang năm thứ 11 cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn mới với khẩu hiệu Save Energy, Save Earth, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất, với mong muốn truyền tải thông điệp của chương trình kêu gọi cộng đồng cùng hành động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Nhìn lại quãng thời gian 11 năm qua để đánh giá một cách khách quan tính hiệu quả của chiến dịch Giờ trái đất. Cứ vào tháng 3 hàng năm, pano áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Giờ trái đất lại được treo trên khắp các tuyến đường của thủ đô. Đây là một hình thức để người dân biết đến với chiến dịch một cách sâu rộng. Đúng cái giờ đấy thì nhà tôi sẽ tắt hết các đồ dùng về điện để mình hưởng ứng cái Giờ trái đất mà. Trong nhà tôi thì khi nào mà đi vắng thì tôi sẽ tắt hết cả các cái hệ thống điện đi, hoặc phòng nào mình không dùng đến mình cũng tắt, vừa để đỡ tiết kiệm điện vừa an toàn. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007. Tại Việt Nam, ở thời điểm bắt đầu kết nối cùng chiến dịch Giờ trái đất toàn cầu vào năm 2009, cả nước chỉ có 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Nhưng đến nay, sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng của 63 tỉnh thành. Kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong các năm Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ trái đất. Năm 2015, sau một giờ kêu gọi tắt đèn, đã tiết kiệm lượng điện năng là 520.000 kWh. Năm 2016, tiết kiệm là 451.000 kWh. Năm 2017, tiết kiệm 471.000 kWh. Năm 2018, tiết kiệm 485.000 kWh, tương đương gần 1 tỷ đồng. Thì mình đi ra khỏi nhà hoặc là ra khỏi phòng, bất cứ lúc nào thì mình cứ tắt điện đi, hoặc là nếu mà mình không có ở trong phòng thì mình sẽ tắt điều hòa đi. Rồi ở Hội An thì lúc nào về ban đêm người ta cũng tắt hết tất cả các điện trong phố cổ rồi nọ, thì một cách như thế mình cũng có thể tiết kiệm điện được thôi. Thực ra thì là cái thông điệp của Giờ trái đất là 60 cộng, có nghĩa là chúng ta không chỉ dừng lại là tắt đèn cũng như là tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trong 60 phút của chiến dịch Giờ trái đất, mà cái việc tắt đèn nó chỉ là một cái hành động biểu trưng của chiến dịch. Để thông qua cái hành động tắt đèn đó thì nó sẽ lan tỏa được cái thông điệp đến tất cả mọi người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc là chúng ta hãy cùng nhau chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trải qua chặng đường 11 năm, chiến dịch Giờ trái đất cũng đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, mong muốn lan tỏa thông điệp không chỉ nằm ở việc tiết kiệm năng lượng điện trong một giờ diễn ra trong chương trình, mà còn hình thành thói quen, nếp sống bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng trong ý thức của cả cộng đồng.